Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 13 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực các huyện thành ủy quý 1 năm 2019. Hội nghị trực tuyến về thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Câu chuyện xúc động về chị Hoàng Thị Trâm hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho người khác. Huyện Khoái Châu hoàn tất công tác chuẩn bị lễ hội trừ đồng tử Tiên Dung Tổng Mễ 2019. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực các huyện, thành ủy quý 1 năm 2019. Các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện ủy, thành ủy cần tập trung báo cáo, phản ánh tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị mình, những khó khăn vướng mắc để tìm ra giải pháp tháo gỡ, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quý 2 cũng như cả năm 2019. Qua nghe lãnh đạo các sở ngành địa phương báo cáo kết quả công tác trong quý 1 năm 2019, triển khai nhiệm vụ giải pháp quý 2, trong đó nội dung trọng tâm là công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các ngành các địa phương cùng với người dân trong tỉnh nỗ lực quyết tâm cao nhất để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. Người chăn nuôi cần chủ động, thường xuyên phun phòng khử trùng tiêu độc khu chuồng nuôi và vùng lân cận để bảo vệ đàn vật nuôi. Đồng chí nhấn mạnh, qua đợt dịch xảy ra đã cho thấy nhiều bất cập của chăn nuôi nằm trong khu dân cư, không chỉ gây khó khăn cho công tác phòng chống, ngăn chặn nguồn lây lan dịch, mà đây còn là tác nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành liên quan cùng chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ, bởi Hưng Yên có nhiều loại hoa quả, sản phẩm nông sản ngon nước tiếng, nhưng việc tiêu thụ tại các siêu thị còn ít do hạn chế về bao bì, nhãn hiệu sản phẩm. Về các lĩnh vực khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thực tiễn ở mỗi vùng, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, kiên quyết xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Các địa phương cần chủ động quy hoạch, thành lập các cụm công nghiệp nhằm thu hút dự án và đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu sau khi tỉnh ban hành quy chế thì các địa phương cũng cần xây dựng bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, huyện ủy viên phụ trách địa bàn nếu để xảy ra sai phạm. Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ. Việc quy hoạch bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện theo đúng quy trình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở theo quy định, tăng cường kiểm tra giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, công tác bảo đảm an ninh trật tự quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ cần lưu ý trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong công tác xây dựng đảng, các địa phương cần tiếp tục quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, chú ý tới cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ chuyên môn, quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo với phương châm giải quyết dứt điểm chặt chẽ, đúng pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 93A về giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, công trình lấn chiếm hành lang giao thông thủy lợi. Để thực hiện kế hoạch 93A đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành phố cần tập trung rà soát nguồn gốc đất tại những nơi xảy ra vi phạm, xử lý nghiêm các nơi để xảy ra tình trạng bán đất trái phép nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai trên toàn tỉnh. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự tích cực trong công tác chuẩn bị của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp trong cả nước. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả của cuộc tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách phát triển đất nước. Để cuộc tổng điều tra đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2019, tăng cường công tác tuyên truyền để toàn thể nhân dân cùng thực hiện nghiêm túc, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra, thực hiện kê khai chính xác, trung thực, không để xảy ra tình trạng điều tra trùng hoặc bỏ sót. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, trước mắt tiến hành hướng dẫn đôn đốc các huyện, các xã, thị trấn tổ chức tốt lễ ra quân tổng điều tra vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, triển khai tốt các cuộc vận động phong trào thi đua, phát huy dân chủ tham gia giám sát phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Đồng chí Phạm Thị Tuyến đã phát biểu tham luận tại hội nghị, nêu rõ quyết tâm của tỉnh Hưng Yên phấn đấu thực hiện hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng, đồng thời nêu những kết quả nổi bật mà các cấp Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã vận động nhân dân thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là việc hoàn thành trước 2 năm đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Chiều 12 tháng 3, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Hưng Yên về công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên. Năm 2018, thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và tôn tạo các di tích lịch sử, kiến trúc tâm linh, công tác quản lý các dịch vụ văn hóa nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, karaoke. Trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của nhà nước, công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình được thành phố đẩy mạnh, toàn thành phố có 89 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình. Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Hòa đề nghị thành phố cần phối hợp với Sở Văn hóa và các ngành để mạnh thực hiện các giải pháp phát triển du lịch thành phố trong thời gian tới. Quy hoạch xây dựng khu di tích quốc gia đặc biệt phố Hiến, việc quy hoạch, vận động nhân dân xây nhà với kiến trúc phù hợp với khu phố cổ, làm tốt công tác trùng tu xuống di tích, chấn chỉnh trang treo băng rôn, biển quảng cáo tại các đường phố, tích cực vận động nhân dân việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị. Chiều 12 tháng 3, công ty Nestle Việt Nam tổ chức lễ khánh thành trung tâm phân phối Nestle Bông Sen nằm trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Tới dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đại sứ quán nước Cộng hòa Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam và lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Đây sẽ là trung tâm phân phối lớn nhất khu vực phía Bắc của công ty Nestle Việt Nam, giúp đưa các sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong thời gian ngắn nhất, giảm thiểu rủi ro, hạ giá thành sản phẩm. Công ty Nestle Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đến từ Thụy Sĩ. Cách đây 2 năm, công ty đã khánh thành nhà máy sản xuất nằm trong khu công nghiệp Thăng Long 2, nay đưa thêm trung tâm phân phối giúp sản xuất theo chuỗi khép kín. Dự kiến đến năm 2020, công ty sẽ hoàn thành đầu tư mở rộng vào địa bàn tỉnh Hưng Yên và dây chuyền sản xuất sản phẩm thức uống dinh dưỡng, uống liền Milo, tăng gấp đôi công suất ban đầu, nâng tổng vốn đầu tư của công ty tại nhà máy lên trên 100 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đánh giá cao nhà đầu tư đã thực hiện đúng cam kết đẩy nhanh tiến độ xây dựng để trung tâm phân phối sớm đi vào hoạt động, tạo thêm việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là doanh nghiệp thực hiện hiệu quả nghĩa vụ thuế với nhà nước và tham gia tích cực các phong trào phúc lợi tại Việt Nam. Qua việc khánh thành trung tâm cũng góp phần giảm chi phí, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng tốt nhất. Đồng chí mong rằng thông qua sự kiện này,
sẽ tiếp tục có nhiều nhà đầu tư là các đối tác của công ty đến Hưng Yên đầu tư phát triển. Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Câu chuyện xúc động về chị Hoàng Thị Trâm, 33 tuổi ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, hiến tặng giác mạc với mong muốn mang lại ánh sáng cho người khác đã khiến nhiều trái tim rung động. Nghĩa cử cao đẹp của chị và gia đình đã và đang làm lan tỏa tính nhân văn của việc hiến tặng trong y học. Chúng tôi tới nhà anh Tạ Đăng Tỉnh khi vợ anh là chị Hoàng Thị Trâm mới mất được khoảng 10 ngày. Không khí buồn đau hiện vẫn đang bao trùm trong gia đình. Những người thân ai cũng nhớ tới chị, một người phụ nữ có tính cách hiền dịu, đảm đang và tình cảm. Cách đây gần một năm, khi thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường, chị Trâm đã đi khám bệnh và được bác sĩ kết luận chị bị ung thư dạ dày. Thông tin bất ngờ như tiếng sét bên tai, bao hoài bão ước mơ trong phút chốc như sụp dưới chân chị. Tuy vậy, vì người chồng khiếm thị, vì ba đứa con thơ dại, chị Trâm vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Biết là sự sống của mình không thể kéo dài, chị có tâm nguyện là hiến tặng giác mạc cho chồng là anh Tạ Đăng Tỉnh và em chồng là Tạ Phương Anh. Tuy nhiên, do cả hai người đều bị đục thủy tinh thể, dung giật nhãn cầu bẩm sinh nên điều đó đã không thể thực hiện. Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng không phải vì thế mà chị từ bỏ ước vọng. Chị bàn với gia đình quyết định hiến tặng giác mạc cho Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương để bệnh viện giúp chị mang ánh sáng cho người khác. Lúc đầu là vợ tôi là muốn hiến giác mạc cho tôi và em gái của tôi. Nhưng mà khi mà lên viện mắt trung ương thì bác sĩ họ bảo là không làm được. Vợ tôi biết thông tin đấy thì vợ tôi bảo là thế nếu mà không hiến được cho anh thì em hiến cho những người mà người ta đang cần cũng được. Cho nên là tôi rất là ủng hộ cái việc đấy ạ. Bởi vì làm như thế là mình sẽ làm cho hai người được nhìn thấy ánh sáng. Cuộc đời của họ sẽ rất là hạnh phúc. Với một suy nghĩ rất đơn giản, thay vì để cơ thể hóa cát bụi, thì tại sao không để lại điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này, ít nhất là cho một số người thực sự cần nó. Chị Trâm đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được. Tôi đó thật sự đã đến bản thân tôi. Năm nay cũng gần 50 tuổi rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ là sau này mình mất đi mà mình sẽ hiến một bộ phận gì trên cơ thể của mình như cái nghĩa cử cao đẹp của cháu. Bản thân tôi và tất cả mọi người cũng nên học theo cái tấm lòng của cháu. Dù ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chị Trâm đã sống một cuộc đời cao cả và trọn vẹn. Sự ra đi ấy không còn là trở về cát bụi, mà từ đó sự sống được hồi sinh. Chị đã góp phần làm nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn xã hội. Cho đi là còn mãi. Trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2019, Hưng Yên có 4 trên 6 đề tài đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải 3 và 2 giải khuyến khích. Cụ thể, hai em Bùi Minh Quang và Phạm Tùng Lâm, trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, đã đạt giải nhất với đề tài nghiên cứu chế tạo các hạt nano bạc nhằm ứng dụng phun tạo màng bảo vệ bảo quản trái cây. Đề tài chế tạo và nghiên cứu tính chất quang nhiệt của các đầu dò nano nhằm ứng dụng trong y sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên đạt giải 3. Hai giải khuyến khích thuộc về đề tài máy đào thóc tự động của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật và xây dựng hệ thống tưới cây giống thông minh bằng cảm biến độ ẩm của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu. Bên cạnh đó, do được đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong thực tiễn, các đề tài khoa học kỹ thuật của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu và Trung học Cơ sở Chu Mạnh Trinh còn đạt giải đặc biệt do các tổ chức doanh nghiệp tài trợ trao giải. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hiện nay xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ là một trong những địa phương có tỷ lệ đấu nối nước sạch cao nhất huyện Tiên Lữ với 98% số người sử dụng. Nhờ chú trọng làm tốt tiêu chí môi trường, tích cực tuyên truyền người dân quy hoạch chăn nuôi ra xa khu dân cư, nên môi trường sống của người dân luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Hải Hưng và trạm cấp nước Hưng Yên của nhà máy nước sạch Hưng Yên đóng trên địa bàn xã đều lấy nguồn nước từ sông Luộc và xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, nên tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt cao. Hiện toàn xã có 2.000 trên 2.108 hộ dân đã đăng ký lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch đạt 98%.
nhằm mục đích vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Kim Động đã xây dựng mô hình phế liệu sạch giúp hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hiện toàn huyện đã xây dựng được 3 mô hình phế liệu sạch tại 2 xã Phú Thịnh và Mai Động. Các hội viên phụ nữ tham gia mô hình đã thực hiện phân loại rác hữu cơ, vô cơ và thu gom phế liệu có thể bán được như lon, chai nhựa, bìa các tông, đem đến một điểm tập kết chung do chi hội phụ nữ của thôn quy định. Qua hơn 1 năm triển khai, đến nay từ 2 mô hình phế liệu sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Động và Phú Thịnh đã giúp đỡ được 5 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống. Điều đáng nói là việc làm này có ý nghĩa lớn đối với việc vận động hội viên phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, cứ 3 năm một lần xã Bình Minh, huyện Khoái Châu lại tổ chức lễ hội trừ đồng tử Tiên Dung, Tổng Mễ tại Đền Đa Hòa nhằm tôn vinh công lao và thiên tình ca bất tử giữa chàng trai nghèo trừ đồng tử và công chúa Tiên Dung. Đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất cả nước. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, tức từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch. Lễ hội trừ đồng tử Tiên Dung năm nay có quy mô hàng tổng với sự tham gia của 9 làng thuộc 2 xã Bình Minh, huyện Khoái Châu và xã Bê Sầu, huyện Văn Giang. Địa điểm chính diễn ra các hoạt động của lễ hội là khu di tích cấp quốc gia Đền Đa Hòa. Đến thời điểm này, xã Bình Minh đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội, sẵn sàng đón du khách thập phương về dự hội. Toàn bộ khu vực di tích Đền Đa Hòa đã được dọn dẹp sạch sẽ, sân khấu và các nhà lưu bằng dành cho 9 làng đã lắp đặt xong. Các tuyến đường vào khu vực lễ hội đều được treo băng rôn, pano giới thiệu, quảng bá về lễ hội. Để chuẩn bị cho lễ rước kiệu vào ngày khai hội mùng 10 tháng 2, 9 làng của 2 xã Bình Minh và Mễ Sở đã bắt đầu dựng kiệu và tập dượt đội hình tham gia đoàn rước. Trong công tác tổ chức lễ hội thì chúng tôi cũng đã đề nghị với lực lượng công an huyện hỗ trợ công tác tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức an toàn và tiết kiệm mọi việc công tác tổ chức, thì đến giờ phút này chúng tôi đã hoàn tất được tất cả các thủ tục để tổ chức lễ hội để làm sao thành công. Huyện Khoái Châu xác định đây là lễ hội lớn, thu hút hàng ngàn du khách thập phương về dự hội, là cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của di tích quốc gia Đền Đa Hòa. Vì thế, huyện đã sớm thành lập ban chỉ đạo lễ hội trừ đồng tử Tiên Dung do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ từng phòng ban trong huyện theo dõi, kiểm tra các hoạt động trước, trong và sau lễ hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong những ngày diễn ra lễ hội. Chúng tôi cũng chỉ đạo ban tổ chức cũng như là ban quản lý di tích ở trên đền là phải quan tâm đến lĩnh vực là những người đến dâng hương, rồi là những cái bài trí ở trong cái khu cũng như là các cái bố trí hòm công đức làm sao cho hợp lý đúng với cái hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thế và cũng đảm bảo với du khách thập phương khi đến với lễ hội thì phải đảm bảo văn minh lịch sự. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống hấp dẫn và độc đáo. Điểm nhấn của phần lễ sẽ là lễ rước kiệu của 9 làng thuộc Tổng Mễ xưa về Đền Đa Hòa, lễ rước nước trên sông Hồng gồm 12 thuyền rước của 9 làng. Ngoài ra, phần hội có các hoạt động hát ca trù, giao lưu văn nghệ, tổng mễ, thi bơi chải và các trò chơi dân gian. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen không còn mới với nhiều người. Nó tràn về các làng quê nghèo, khiến cho bao nhiêu gia đình điêu đứng, tan cửa nát nhà, thậm chí mất đi người thân. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an đã làm tan rã nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây này. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu dùng, nhiều người vẫn tìm đến tín dụng đen để rồi nhận lại hệ lụy khó lường từ các loại cho vay này. Một căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ huyện Khoái Châu, từng là nơi sinh sống hạnh phúc của vợ chồng anh Trần Huy Kiên và đứa con nhỏ. Hiện nay, căn nhà này chỉ còn lại sự trống vắng của người mẹ già bên bàn thờ của con trai. Mọi tai họa ập đến khi cuối năm 2017, anh Kiên vay tiền của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vương Linh Phát. Nhưng do lãi suất quá cao, anh Kiên đã không có khả năng chi trả, nên bị một số đối tượng đến nhà hành hung khiến anh Kiên tử vong. Sự ra đi đột ngột của anh là nỗi đau quá lớn đối với gia đình và người thân.
Em Thiên là nó lớn nhất nhà, mà nó lo cho bác từ công to đến việc lớn. Nhưng bây giờ em nó mất đi rồi, bác rất là buồn. Hai đứa cháu ngoại thì nó còn bé, mà bây giờ mẹ nó ở trên ngoại đi làm để nuôi nó. Tương tự như vụ việc của anh Kiên, đầu năm 2017, do nhu cầu chi tiêu, anh Ngô Văn Thao ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã vay của nhóm cầm đồ Xuân Hiệu 10 triệu đồng với lãi suất 7.000 đồng, 1 triệu một ngày. Sau gần 2 tháng không đóng lãi, anh đã bị các đối tượng liên tục thúc ép, rồi truy lùng, bắt giữ, đánh đập. Chỉ đến khi người nhà mang đủ số tiền đến để trả các đối tượng thì anh mới được tha về. Em vay tiền từ hôm 23 tháng 10, lãi là 7.000 một triệu một ngày. Đến ngày mùng 8, ấy, tháng 12 thì em không thể trả được. Thì bị một nhóm thanh niên vào phòng đánh em. Theo tài liệu hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 428 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính. Trong đó có 127 cơ sở và 86 đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường các biện pháp triệt phá nhiều ổ nhóm hoạt động tín dụng đen. Chỉ tính một tháng cao điểm ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 15 vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đã khởi tố 8 vụ, 14 đối tượng. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, nhiều ổ nhóm hoạt động tín dụng đen đã dần tan rã. Tuy nhiên, với mạng lưới chân rết dày đặc, hoạt động cho vay nặng lãi vẫn đang âm thầm diễn ra. Ngoài việc để lại hệ lụy cho những người vay, nó còn kéo theo nhiều vụ việc giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Khi người dân có nhu cầu vay vốn thì lên đến các cái cơ quan, cơ sở uy tín của nhà nước để vay vốn. Không nên đến các cơ sở như dịch vụ cầm đồ, rồi các cái tổ chức tín dụng thông qua của các đối tượng hỗ trợ tài chính và các đối tượng xã hội liên quan với bố mẹ họ. Mà khi có các cái vụ việc xảy ra như đe dọa về tinh thần, đe dọa về sức khỏe, danh dự nhân phẩm thì kịp thời trình báo với các cơ quan chức năng để đấu tranh và xử lý. Hành vi cho vay nặng lãi và các hoạt động liên quan đến tín dụng đen đều sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, để tránh hệ lụy từ vay tín dụng đen, mọi người dân cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ và tránh xa loại hình cho vay này. Đừng để vướng vào rồi phải ngụp lặn trong sự vay trả không lối thoát. Sáng nay trên tỉnh lộ 378 đoạn qua xã Hùng An, huyện Kim Động đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương. Theo người dân chứng kiến vụ va chạm cho biết, nguyên nhân là do chủ chiếc xe máy mang biển kiểm soát 89B113375 đi từ xã Hùng Cường đến huyện Khoai Châu. Khi đi qua địa bàn thôn Phương Tòng, xã Hùng An đã xin đường vượt xe tải, nhưng do thiếu quan sát ở phía trước đã va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 34N103766 ở chiều ngược lại, khiến cả hai bị thương nặng. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, nhiều người dân đã nhanh chóng gọi taxi đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Vào khoảng 19 giờ 20 phút tối 12 tháng 3 trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương. Xe ô tô mang biển kiểm soát 89A11683 đang lưu thông hướng từ Chợ Gạo đi qua đoạn đường gần Ủy ban Nhân dân phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã va chạm với xe ô tô 4 chỗ cùng chiều mang biển kiểm soát 20A14162. Khiến cả hai xe bị hư hỏng nặng. Lái xe ô tô biển kiểm soát 20A44162 bị thương. Theo những người có mặt cho biết, nguyên nhân vụ va chạm là do chủ chiếc xe ô tô màu trắng điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu với tốc độ cao. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.